Kẻ trí là người biết buông bỏ 4 điều này, mọi phiền phức sẽ tự động rời xa. Xin kính chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, quý vị nghĩ cuộc đời của chúng ta giống với thứ gì nhất ạ? Sẽ có rất nhiều sự so sánh ở đây mà quý vị đưa ra. Nhưng Ngẫm Sự Đời thì nghĩ cuộc đời giống như một dòng sông, với từng đợt sóng sau, xô sóng trước, không ngừng. Người ta luôn phải liên tục đối diện với những khó khăn. Và nếu như quý vị quá coi trọng được mất danh lợi, thì cuộc sống sẽ có vô vàn những khổ đau, tiếc nuối. Nhưng quý vị ơi, vốn dĩ trên đời không có hạnh phúc hay đau khổ vĩnh viễn. Đôi khi phải buông bỏ, quý vị mới có thể tìm thấy cho mình niềm vui và ý nghĩ của cuộc sống. Mỗi người nên biết trân trọng những gì đang có và những người ở bên cạnh mình. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới bớt đi những phiền muộn và đong đầy hạnh phúc. Một người thông minh sẽ luôn biết cách để buông bỏ 4 điều sau đây. Làm được như thế, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn, mọi phiền phức sẽ vì thế mà tự động rời xa. Vậy 4 điều đó là gì? Quý vị đã buông bỏ được hay chưa? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, đó là hãy buông bỏ tâm oán hận. Trong cuộc sống, quý vị từng giận, từng bực tức ai đó đến mức sinh hận với họ hay chưa? Và nếu có rồi, thì quý vị có cảm giác thấy thoải mái với điều đó không ạ? Ngẫm Sự Đời tin chắc chắn là không. Việc mang tâm oán hận đó cũng giống như khi quý vị phải vác một bao đá nặng rồi leo lên dốc vậy. Vừa mệt mỏi, vừa áp lực, mà sâu thẳm bên trong cũng thấy vô cùng nặng nề nữa. Quý vị thấy đấy, bầu trời có lúc trong xanh, cũng có khi u ám. Cuộc đời có thuận cảnh thì cũng có nghịch cảnh. Gặp mâu thuẫn mà trong tâm coi là phiền não thì tự nhiên áp lực sẽ tăng gấp đôi. Ngược lại, nếu gặp mâu thuẫn mà trong tâm an định thì tự nhiên áp lực sẽ giảm xuống một nửa. Cảnh tùy tâm sinh, người oán hận thì thế giới xung quanh cũng tiêu điều buồn bã. Khi quý vị ở trong nghịch cảnh mà oán hận thì cuộc sống sẽ tăm tối hơn, cũng có thể khiến người ta rơi vào vũng lầy. Cùng với oán hận thì phiền não mỗi ngày đều xuất hiện, có thể ví như một bóng ma đang gặm nhấm tâm linh, khiến người ta ngày một bi quan hơn. Nếu quý vị có lòng dạ lớn một phân thì oán hận cũng nên bớt một phần. Làm người thì tốt nhất là có thể bao dung người khác, tha thứ được những lỗi lầm của người khác. Những tổn thương đến từ bên ngoài giống như những tảng đá ngầm bên bờ biển. Bất quá chỉ làm cho những bọt sóng thêm trắng xóa, xinh đẹp mà thôi. Hãy nhớ rằng biển rộng không than thở mà dung nạp hết thảy. Vậy muốn không oán hận thì quý vị nên làm gì đây? Cách tốt nhất là học cách quên đi quý vị ạ. Bởi vì không thể quên mà con người mới rơi vào buồn bực, chán nản và oán hận. Nếu nói rằng có thể tha thứ nhưng không thể quên đi thì đó không gọi là tha thứ. Người ấy kỳ thực vẫn không thể chân chính buông xuống tâm oán hận, vẫn mệt mỏi mang nặng trong lòng. Một tác gia người Mỹ nói rằng tha thứ là chìa khóa để mở tung cánh cửa của oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Đó là sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ. Quý vị hãy nhớ lấy câu này để áp dụng vào cuộc sống của chính mình quý vị nhé. Thứ hai, đó là buông bỏ tâm lười biếng. Quý vị có thấy một sự thật rằng bây giờ có nhiều người đang đánh đồng cái lười biếng của mình với sự nhàn nhã, rảnh rỗi hay không ạ? Họ bảo tôi làm việc rồi thì bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi. Nhưng thật lạ, cách nghỉ ngơi đó lại còn gấp đôi, thậm chí gấp 3 thời gian làm việc nữa quý vị ạ. Nhà văn nổi tiếng Thẩm Tòng Văn từng nói, cả đời tôi sợ nhất là nhàn rỗi, đánh mất ý nghĩa sinh mệnh mình. Học sinh của ông, Uông Tàng Kỳ, từng miêu tả về ông như sau. Mùa đông trong nhà không nhóm được lửa, liền quấn chăn để tiếp tục viết. Trong những năm cuối đời, Thẩm Tòng Văn cũng không muốn dành thời gian nghỉ ngơi nên đã tham khảo lượng lớn tài liệu để biên soạn cuốn nghiên cứu về trang phục Trung Quốc cổ đại. Ông ấy viết khi người khác hưởng thụ, ông ấy vẫn viết khi ai đó chất vấn hay chỉ trích ông. Quý vị ạ, sự thật trên đời này có những người rất bận rộn. Họ tận dụng khoảng thời gian trống khi ngồi trên xe, khi chờ đợi để đọc, suy tưởng, sáng tạo. Nhưng cũng có người cả ngày không làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian. Rảnh rỗi không phải là phúc khí của một người. Ngược lại, cách hủy hoại một người nhanh nhất là khiến họ nhàn rỗi. Như tiểu thuyết gia nổi tiếng từng nói, gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc mà là sự nhàm chán. Nếu quan sát, quý vị sẽ thấy trong thời đại vật chất ngày nay, người giàu có thỏa sức mua sắm, coi an nhàn là chuyện hưởng thụ đương nhiên. Còn người nghèo khổ thì cũng thường ngưỡng vọng tiền quyền. Trong tâm khó tránh khỏi bi phẫn. Ai ai cũng truy cầu an nhàn thoải mái, dường như không ai là không thích an nhàn vui vẻ. Tuy nhiên an nhàn lại rất gần với lười biếng. Có câu, lười biếng là thứ rất kỳ lạ, nó khiến bạn cho rằng đó là an nhàn, là nghỉ ngơi, là phúc phận. Nhưng trên thực tế, nó chỉ làm bạn cảm thấy nhạt nhẽo, uể oải và tiêu trầm mà thôi. Người đã sinh tâm lười biếng thì sẽ muốn trì hoãn các công việc xung quanh. Công việc mà bị trì hoãn thì thường rất khó có một kết quả tốt đẹp. Người lười biếng rồi sẽ có tâm ỷ lại và muốn an phận ở trạng thái hiện tại, không có chí tiến thủ, làm việc qua quýt, được chăng hay chớ, làm cho xong chuyện. Dần dần, người lười biếng còn tùy tiện cam chịu, bỏ bê công việc, không kể gì đến hậu quả. Cuối cùng, họ sẽ ở trong thất bại trường kỳ mà bị mài mòn, mất lòng tự trọng và sự tự tin. Ý chí của họ cuối cùng chỉ như lá khô trước gió mạnh, hễ thổi là rụng khỏi cành mà thôi quý vị ơi. Tâm lười biếng xuất phát từ sự tự mãn, truy cầu an nhàn, thiếu khiêm nhường và nhẫn nại. Người muốn đạt được thành tựu, muốn làm được việc lớn thì nhất thiết phải tránh xa sự lười biếng và rèn luyện một nội tâm nhẫn nại. Cổ ngữ nói, thiên đạo thù cần, ý nói đạo trời ban thưởng cho người cần cù, chăm chỉ. Đạo lý này nói rõ rằng siêng năng cần cù là đức tính hết sức đáng quý. Vậy nên, quý vị cũng hãy thấu hiểu đạo lý này. Đừng bao giờ để bản thân mình trở thành một kẻ lười biếng như thế, quý vị nhé. Thứ ba, đó là buông bỏ tâm tật đố kỵ. Quý vị có nhận ra một điều rằng ai trong chúng ta đều thích đi so sánh, đặc biệt là so sánh mình với người khác, đúng không ạ? Hầu như chúng ta cứ hay để ý xem ai mới tậu nhà lầu, ai mới mua xe hơi, để rồi bản thân lại đi ganh đua với người ta cho đến bao giờ thắng mới vui lòng. Nhưng quý vị ơi, một đời dài ngắn thì cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chục nghìn ngày. Vậy phải sống thế nào cho đáng sống chứ? Chắc quý vị sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ suốt ngày phải chạy theo người khác. Trong khi đó, nhà có to đẹp đến đâu thì cũng chỉ là để ở. Xe có sang xịn đến cỡ nào thì cũng chỉ dùng để đi. Vậy thì chúng có gì đáng để so bì với người khác đâu nhỉ? Ngẫm Sự Đời có người quen, nhà rất khá giả. Nhưng chiếc xe anh ấy dùng hiện đã có tuổi đời hơn 9 năm. Tôi hỏi anh ấy tại sao không đổi xe. Anh ấy đáp, xe cũng chỉ là để đi thôi mà, đâu cần phải đổi khi vẫn còn dùng tốt chứ. Ngay cả căn nhà anh ấy ở, tuy chẳng phải căn hộ cao cấp hay một ngôi nhà khang trang toàn đồ đắt tiền gì, nó chỉ đơn giản là một căn nhà vừa đủ, được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Với anh ấy, đó là một ngôi nhà hợp với mình. Quý vị hãy sống chậm lại một chút, thật bình tâm và suy nghĩ xem, biết đâu khi quý vị ngưỡng mộ người ta được ngồi xe xịn thì người ta lại thầm mong được thảnh thơi như quý vị thì sao? Hay khi quý vị ngưỡng mộ người ta vàng bạc đeo đầy mình thì họ đang ước được khỏe mạnh và lạc quan như quý vị. Vậy thì quý vị đâu cần phải ngưỡng mộ thái quá hay điên cuồng chạy theo người ta. Rõ ràng là quý vị chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình thôi là đủ rồi, đúng không ạ? Ngày nào khi quý vị thôi không còn đem một trái tim tĩnh lặng, hãy sống hết một đời bình thường bằng một trái tim vui vẻ. Một trái tim bình dị sẽ giúp ta nếm trải mọi cung bậc của cuộc sống. Một trái tim dịu dàng sẽ giúp chúng ta băng qua mọi trắc trở trên đường đời. Thứ tư, đó là buông bỏ những giày vò của quá khứ. Hoàng và Nam là hai người bạn thân. Hoàng có lần từng than với Nam rằng, giá như lúc đầu chúng ta chịu cố gắng hơn chút để vào được một trường đại học tốt hơn, chắc tương lai của hai đứa sẽ không phải vất vả như bây giờ nữa đâu nhỉ. Hoàng bây giờ đang là một công chức bình thường. Hàng ngày, cậu ấy cứ 9 giờ sáng, xách cặp đi làm đến 5 giờ chiều thì tan ca về nhà. Nhịp sống đơn điệu đã khơi gợi lên trong cậu những tiếc nuối về thời còn đi học. Nhìn lại cuộc đời sang sở của mình, cậu ấy chỉ còn biết than ngắn thở dài. Nhưng cuộc sống mà, tôi tin nếu cậu ấy tiếc nuối vì điều này, ắt sẽ lại tiếc nuối vì điều khác thôi. Còn Nam thì có mở một siêu thị. Ban đầu, Nam dự định năm nay sẽ bán phải hết chỗ hàng trong kho. Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi kế hoạch bị đảo lộn. Hàng hóa thì cứ chất đống nằm im lìm trong kho. Nam lo lắng đến mức không tài nào ngủ được. Bà xã mới nói, chỉ cần mình còn có sức khỏe, năm nay không được thì năm sau làm lại. Mọi thứ có gì nghiêm trọng đâu nào. Quý vị thấy đấy, hóa ra bản chất của sự việc chỉ có vậy. Thật đơn giản, nhưng lạ kỳ ở chỗ, con người chúng ta thì lúc nào cũng thích nghiêm trọng hóa vấn đề. So với mấy chục năm về sau, một năm này có giá gì đâu. Chỉ cần mình vẫn còn sống trên đời thì có gì phải sợ hãi và tiếc nuối đâu. Vậy nên quý vị ơi, chúng ta đừng cứ mãi giày vò bản thân trong tiếc nuối và ân hận. Bởi vì cuộc đời mà cứ mãi thuận buồm xuôi gió, chỉ có trong chuyện cổ tích. Điều chúng ta nên làm chính là phải biết vươn lên từ sau thất bại. Quá khứ là chuyện đã rồi, quý vị không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Con thuyền của sinh mệnh cũng chẳng thể chở quá nhiều chấp nhất, chẳng thể chống đỡ quá nhiều ràng buộc. Những thống khổ nơi quá khứ cộng thêm ưu phiền trong hiện tại, đối với bất kỳ ai mà nói cũng đều là một cuộc giày vò tâm linh vô bổ. Vậy nên một số người khi cần buông thì hãy buông, một số việc khi cần quên thì hãy quên. Đừng lưu giữ những điều không đáng nhớ trong sinh mệnh của mình nữa, chỉ thêm ưu phiền thôi quý vị ạ. Khi có hãy trân quý, khi mất đi hãy học cách cảm ơn. Những gì đã qua hãy dần buông tay, những gì bỏ lỡ hãy học cách giải thoát. Buông bỏ những gì từng xảy ra, cáo biệt với quá khứ, không để ký ức thành sợi dây buộc chân. Đó mới là sự giải thoát chân chính. Cuối cùng, mong quý vị nhớ rằng, sống ở đời chỉ cần quý vị không quá ham mê vật chất mà biết trân trọng sức khỏe, không khép mình với những tiếc nuối mà biết mở lòng để hưởng thụ cuộc sống, không còn so bì với người khác mà sống cuộc đời của riêng mình. Cuộc đời sẽ thật đáng sống khi ta học được hai chữ buông bỏ. Cho dù là bất cứ khi nào, chỉ cần làm được điều này, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm biết bao đấy quý vị nhé. Quý vị thân mến, có một câu nói mà Ngẫm Sự Đời từng nghe rất nhiều lần, đó là con người sống ở đời, hữu ở vi, hữu sở bất vi. Nghĩa là có việc tất nên làm, nhưng cũng có việc không nên làm. Bởi lẽ sức lực của mỗi người là có hạn. Kỳ thực quý vị ạ, sự khác biệt lớn giữa người với người cũng chính là nằm ở cái hữu sở bất vi này. Vậy thế nào là hữu sở bất vi? Việc gì nên làm và việc gì không nên làm? Quý vị có câu trả lời cho mình hay chưa? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời tiếp tục chiêm nghiệm nhé! Điều thứ nhất, đừng mãi mắc kẹt với chấp niệm. Quý vị ơi, sống ở đời, ai chẳng có nỗi buồn riêng. Rất khó để chúng ta có thể nói nỗi buồn của ai, đau hơn của ai. Có điều, mọi nỗi đau buồn, nguyên nhân cốt lõi chẳng qua cũng đều xuất phát từ hai chữ chấp niệm. Chấp niệm ở đây là khi quý vị cứ khăng khăng cố chấp, không muốn buông bỏ một điều gì đó. Và khi sự chấp niệm quá sâu, quá lớn sẽ rất dễ khiến một người chìm đắm vào quá khứ, không thể nào thoát ra, từ đó làm trầm trọng thêm nỗi đau. Trong một bộ phim mà Ngẫm Sự Đời từng xem, nữ chính A bị chồng mình dỗ dành lừa gạt. Theo luật hiện hành thì một đôi vợ chồng chỉ được sở hữu một bất động sản. Nên vì muốn mua thêm một ngôi nhà khác mà chồng cô đã thuyết phục L giả vờ ly hôn với anh. Kết quả ly hôn giả thành thật, chồng cô nhanh chóng kết hôn với người khác. Không nuốt được cục tức này, L đã quyết định tố cáo chồng mình, muốn hai người quay lại với nhau rồi lại ly hôn thực sự cho bỏ tức. Nhưng cục tức lại không dễ nuốt như vậy. L quyết định tìm tới chính quyền xã, rồi chính quyền quận, rồi phường, rồi thành phố. Cô tới tìm từng cấp chính quyền một, vấp ở đâu cô làm lại ở đó, kiên trì trong suốt nhiều năm. Nhưng tới cuối cùng còn chưa kịp xin được phán quyết thì bất ngờ nhận được thông tin chồng của mình đã chết. Sau khi nhận được thông tin, L đã rất suy sụp, cảm giác như toàn bộ ý nghĩa cuộc đời mình đã biến mất. Nhưng cuộc đời của cô có nên chết kẹt ở chuyện này? L vốn là một cô gái xinh xắn, thanh tú, có nhiều người ái mộ. Vốn dĩ cô đã có thể có được một cuộc đời hoàn toàn khác, hoàn toàn hạnh phúc hơn. Nhưng vì quá chấp niệm một nỗi đau mà đã lãng phí đi rất nhiều thời gian đáng quý của mình chỉ vì những chuyện không đâu, và rồi kết quả nhận lại thì chẳng được gì cả. Còn nhớ trong cuốn Trăm năm cô đơn của tác giả người Colombia, Ngẫm Sự Đời có đọc được câu này: người căm hận bọn họ như vậy, tranh đấu với bọn họ lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại trở thành giống họ. Không có lý tưởng nào trên thế giới phải trả giá bằng việc đắm chìm sâu vào vũng bùn lầy như vậy. Quý vị hãy luôn nhớ và tâm niệm rằng con người chúng ta sống ở đời, ai ai ít nhiều cũng đều gặp phải những chuyện không được như ý muốn, hay những cục tức nuốt không trôi. Một câu thôi bỏ đi không phải tha thứ, chỉ là không đắm chìm trong chấp niệm cho bản thân một sự giải thoát. Một câu thôi bỏ đi không phải là hèn nhát, mà nó cho thấy bạn đủ chín chắn tới mức biết khi nào nên dừng lại. Học cách buông bỏ, chủ động để mình tự bước ra được và hòa vào cuộc sống rộng lớn, đầy ý nghĩa với những điều tích cực đang chào đón chúng ta, quý vị nhé. Điều thứ hai, điều nguy hiểm và ích kỷ nhất trên thế gian này chính là đánh mất đi hy vọng chỉ vì một chút thất vọng. Có câu đạt nhân tán thủ huyền nhai, tục từ trầm thân khổ hải, ý muốn nói người phóng khoáng, lạc quan luôn biết lúc nào nên dừng lại, còn kẻ phàm phu tục tử luôn bị khổ đau thói đời ràng buộc. Ngẫm Sự Đời thấy có nhiều người cũng lạ, cứ liên tục thèm cái sự lạc quan, vui vẻ của người khác, trong khi bản thân lại cứ nhất quyết sống với sự tích cực chán nản của mình. Thực ra, người lạc quan, sở dĩ lạc quan đó là bởi họ rộng lượng, có cái nhìn thoáng. Họ nhìn thấu được sự vật sự việc, đạt tới cảnh giới, không vì vật mà quá vui, cũng chẳng vì mình mà bi thương. Edison mất tới 20 năm với hơn 50.000 thí nghiệm mới phát minh ra được một loại pin nhỏ gọn, bền, hiệu quả và độc lập với nguồn điện. Có người không hiểu vì sao, thưa ngài đã thất bại những 50.000 lần. Điều gì khiến ngài tin tưởng được rằng mình ắt sẽ thu được kết quả? Edison đáp, kết quả? Ôi dào, tôi vốn dĩ đã có được rất nhiều kết quả. Chẳng hạn như tôi biết là có 50.000 cái là không phù hợp. Chúng ta đều nói thành công của Edison là nhờ vào chỉ số IQ tuyệt vời của mình. Ông hiểu được ý nghĩa của thất bại, rồi từ trong đó đúc kết ra kinh nghiệm cho mình. IQ ở đây là chỉ số nghịch cảnh, một điểm số đo lường khả năng đối phó với nghịch cảnh trong cuộc sống của một người. Chỉ số IQ cao nghĩa là không oán than, phàn nàn hay đổ lỗi cho người khác, mà thay vào đó xem xét lại nguyên nhân thất bại, tổng kết ra kinh nghiệm. Bất kỳ ai và điều gì cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo cho bản thân. Thôi bỏ đi cũng có thể gọi là một kiểu từ bỏ. Từ bỏ nỗi sợ hãi với thất bại, từ bỏ những cảm xúc tiêu cực hay tiếc nuối. Bỏ xuống được mới cầm lên được. Điều này Ngẫm Sự Đời tin là ai cũng biết, chỉ là chưa chịu áp dụng mà thôi. Con người suy cho cùng hơn nhau vẫn là ở tâm thái, quý vị ạ. Tác giả Lộ Sao trong cuốn Thế giới bình phạm có viết: trên thế gian này Không phải tất cả sự hợp lý và may mắn đều có thể tồn tại hoặc hiện thực theo mong muốn của bản thân. Thế gian này có quá nhiều điều không được như ý muốn, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn cần phải tiếp tục. Mọi thứ đều là khoảnh khắc, mọi điều đều sẽ trở thành quá khứ. Vậy nên quý vị ơi, tâm thái tuyệt vời nhất của đời người chẳng qua cũng chỉ là nhìn thấu sự bạc bẽo, thăng trầm của thế sự, nhưng nội tâm vẫn an nhiên, không phiền lo. Việc lớn biến thành việc nhỏ hãy để nó thành thôi bỏ đi. Có một vài điều thôi bỏ đi là tử bi, có một vài người thôi bỏ đi chính là khôn ngoan, có một vài việc thôi bỏ đi chính là thả lỏng. Chúng ta không chăm chăm vào những chuyện thị phi, không hoan nghênh những kẻ vô tri, học cách lọc ra thông tin hiệu quả từ những cảm xúc tiêu cực, bớt để cảm xúc kiểm soát bản thân lại, dành nhiều thời gian hơn cho nỗ lực và cố gắng. Đó là trách nhiệm và là nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc hơn của người trưởng thành. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.